anh con nhà giàu này định nhảy lầu vì ban nãy còn ghẹ chê anh xấu quá, quyết định chia tay với anh. Anh do dự nhảy xuống thì một trận gió thổi đến, anh hụt chân đu mép tường. Đột nhiên từ đó có một ánh sáng kỳ bí, nó lao đến va vào anh khiến anh bay thẳng lên cung trăng, chưa gặp được chị Hằng thì đã phải cạp đất một cách ngoạn mục. Linh hồn anh liền rời khỏi cơ thể, hai người áo đen đột nhiên xuất hiện. Anh chàng kia hút hết linh hồn xinh đẹp của Cha Min vào một viên đá để giúp anh hồi sinh. Cứ thế anh được tái sinh với một vẻ đẹp bề ngoài vô cùng sành điệu ý như đại minh tinh, nghe có phần vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục khi nhận được sự đẹp trai trời ban này. Cứ thế anh lom dom bước ngắm nhìn gương và cảm thấy rằng đúng là lụa phải đẹp vì người. Họ đưa cho anh viên đá Abyss và kèm theo đó là hướng dẫn sử dụng đã được ghi trong viên đá. Với gương mặt mới này, Cha Min cứ thắc mắc không biết khi nào hết hạn, nhưng được anh áo đen cần phôm là đến khi anh chết đi, khiến Cha Min cũng ưng cái bụng. Trở về nhà thay đồ thì mẹ anh liền đi tới tìm. Nhưng bằng đầu óc thông minh do đi du học trường nổi tiếng vừa mới về nên Cha Min cũng ứng xử vô cùng khéo léo để mẹ không nghi ngờ anh mà rời đi. Go Se Jeon, cô gái xinh đẹp, nết na nhưng đanh đá là bạn thân của Cha Min đang ở phòng công tố viên điều tra về một vụ giết người hàng loạt. Cô ấy luôn tự luyến về vẻ xinh đẹp của mình nhưng mà nói chung thì cũng xinh xẻo thật, bởi ta nói phụ nữ sẽ càng trở nguy hiểm hơn khi mà họ biết họ đẹp mà. Bên ngoài trời đang đổ rất nhiều hạt mưa nhưng người đàn ông kia vẫn cứ đứng biểu tình về việc để tên sát nhân hàng loạt trốn thoát vì hắn ta đã giết con gái rượu của ông ấy. Cha Min sau đó liền gọi cho cô bạn thân, anh than thở về vị hôn phu Hee Jin vì cô ấy là do Se Jeon giới thiệu. Đang luyên thuyên thì cô thấy một chàng trai đứng trước cửa ô tô mình dòm dòm ngó ngó, cô tắt máy, liền đi tới bẻ tay vật hắn ta xuống đất. Kéo chiếc mũ ra thì một gương mặt da trắng, mặt xinh cùng mái tóc xoăn màu nâu hạt rẻ như idol pop khiến Hee Jin chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A. Đẹp gì quá trời đẹp, đẹp cỡ này ai mà chơi lại. Cô liền đỡ anh đứng dậy, bởi ta nói đẹp trai là sẽ quyết định được ý thức của con gái mà. Anh được cô đưa vào phòng công tố ngồi chờ vì đã ướt hết do mưa. Những cô gái đi ngang đều xì xào to nhỏ về vẻ đẹp 10 điểm không có nhưng của anh. Anh ngại ngùng tìm cái gì đó để che lại chiếc áo ướt thì ông chú lại đi tới giằn co khiến cho anh tháo tung hết nút áo. Các cô gái lại một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cùng body chín nút của anh chàng. Jeon đi ra hẹn anh đi uống trà thì điện thoại anh có thông báo về vị hôn phu Hee Jin đang ở sân bay. Cứ thế anh một mạch chạy đi tìm cô ấy ở sân bay. Hee Jin trong lúc chờ tới lượt mình bay đã bị một người đàn ông áo đen nào đó đưa đi và cô bỏ lại luôn cả hành lý của mình. Tìm kiếm cả buổi không thấy, cứ thế Cha Min buồn bã lom dom bước về. Sau đó anh gọi điện cho Jeon thì biết cô đang say bét tè lè nhè nên anh liền đi mua thuốc giải rượu cho cô bạn của mình. Trên đường đi tới nhà Jeon thì Cha Min bắt gặp một người đã bị hẹo. Anh nhớ lại và dùng viên đá Abyss hồi sinh người đó. Anh vội vã chạy đi và lại vô tình không biết rằng viên đá đã hồi sinh người đó. Khi cấp cứu đi đến thì người nơi đó đã rồi đi mất. Đi tới nhà gọi xe Jeon thì thấy cô bỗng nhiên tắt điện, do gọi lớn làm phiền hàng xóm phàn nàn nên anh cũng rời đi. Hôm sau nhóm cảnh sát đi tới thì đã thấy cảnh tượng công tố viên xe Jeon đã bị sát hại ngay chính trong phòng ngủ của mình. Đang đi lấy chứng minh thư thì nghe tin xe Jeon bạn mình đã chết, Cha Min vội vã đi tới nhà tìm cô. Đêm đó anh ấy ở ngay bên ngoài vậy mà lại bỏ mặt người bạn mình, anh chỉ biết khóc lóc vô tội vạ hối hận vì không vào nhà. Cảnh sát sau đó tìm đến nhà Cha Min vì nghĩ rằng anh chính là nghi phạm, nhưng giờ anh đã trong một thân hình không khác gì model nên họ cũng bỏ qua cho anh. Anh khóc lóc buồn bã uống rượu say khướt sau đó diện vest đen đi tới đám tang của Se Jeon. Thời đi học Se Jeon là crush quốc dân của nhóm nam sinh trong trường, trong đó có cả Cha Min. Ngày cô mất mẹ cô nhìn xác cô mà khóc đến ngất đi. Cha Min vào và dùng viên đá hồi sinh cô, nhưng khi sống dậy thì cô lại mang một hình hài khác. Cô bật khóc khi thấy gia đình cầm di ảnh cùng với xác của mình đem đi chôn cất. Cha Min sau đó biết được liền cầm tay kéo cô đi vào cho cô biết anh chính là người hồi sinh cô bằng viên đá Abyss. Se Jeon cùng Cha Min sau đó đi tới viếng mộ của chính cô. Cô buồn bã đặt một chai soju lên mộ rồi hứa với lòng sẽ tìm ra hung thủ giết cô. Se Jeon đi về nhà của mình và trong đầu cô bắt đầu hiện lại những hình ảnh bị tên sát nhân giết hại. Cả hai sau đó đi ăn bún bò Huế và liên tục luyên thuyên về vẻ bề ngoài. Se Jeon bất mãn với ngoại hình hiện tại. Cha Min thì thấy cô nhìn kỹ thì cũng đẹp không tới nổi khiến cô rất cay cú rồi cà khịa anh về ngoại hình trước khi chết của anh. Cả hai ăn no nê sau đó lom dom bước. Se Jeon thắc mắc không biết lý do gì mà giờ Cha Min lại là nghi phạm số 1 trong vụ án giết cô. Sau đó đi tới tiệm cà phê, Cha Min định thanh toán bằng thẻ đen quyền lực nhưng Se Jeon đã cản lại kịp thời. Vì anh là nghi phạm số 1 trong vụ án giết người nên nếu sơ hở là sẽ bị cảnh sát tóm đi nếu dùng những thứ dưới thân phận Cha Min. Tiền mặt thì không còn nhiều, nhưng mà không sao khi anh bên đây là con nhà tài phiệt. Cô dẫn anh đến tiệm cầm đồ sau đó cầm nhẹ nhàng vài món trên người anh đi liền đổi được một cọc tiền đủ cho cả hai ăn sung mặc sướng một thời gian. Cả hai đi tới cửa hàng tiện lợi tìm video quay hung thủ đi ngang nhưng vô tình lại bị anh nhân viên xà lơ quay camera đi chỗ khác khiến cả hai cũng đành bó tay chấm cơm. Ở dinh thự siêu to siêu khổng lồ thì mẹ Cha Min cũng biết tin con trai mình bị đưa vào top một nghi phạm trong vụ giết người. Và bà muốn vụ này được làm cho ra hình ra hài, cô giúp việc thì thấy được chiếc áo dính máu của Cha Min mà lo lắng vô cùng. Bên này Jeon và Cha Min cùng nhau đi tới quán gà gán của nhà Jeon để vào ngủ. Vào tiệm Cha Min vì bị đồng hồ hù mà vô tình ôm Jeon. Sau đó cô liền luyên thuyên suốt 20 năm qua Cha Min vẫn luôn cố theo đuổi mình và suy nghĩ viễn cảnh ở nơi tối muộn không gian kính thế này mà chỉ có hai người. Cô liền suy luận tim Cha Min đang đập bình bịch, nhưng có một điều cô quên nên Cha Min liền nhắc cô. Giờ nhìn vào gương với vẻ ngoài và gương mặt bây giờ thì có lẽ Cha Min đây mới là người lo lắng về việc đó.
Cả hai sau đó cùng nhau ngủ trên ghế. Jeon nhìn ảnh gia đình mình mà chỉ biết ngấn lệ. Cha Min tìm cách cà khịa để cô quên đi nỗi sầu và bị cô đánh cho tới tấp. Bên này, người đàn ông kia đang ngồi thẫn thờ vì người mà ông ấy cho hẹo để trả thù cho con gái mình đã không chết. Cha Min và Se Jeon cùng nhau chờ chủ cửa hàng tiện lợi xin đoạn băng trên camera hành trình, rồi sau đó cả hai cùng nhau ra net và check được một chiếc taxi kỳ lạ đi ngang qua vào lúc Jeon bị giết. Ở nơi nào đó thì Hee Jin đang phải trốn một người đàn ông với bộ outfit full đen huyền bí. Cha Min bên này thì cứ luôn mở app hẹn hò lên check xem bạn gái mình có online không mà chỉ thở dài. Se Jeon đi tới thông não chi thuật cho Cha Min biết cô bạn gái của cậu chỉ đơn giản là một kẻ đào mỏ mà thôi. Khi đi ra ngoài giúp một ông lão người đường thì Se Jeon nhớ lại hình hài hiện tại của cô rất giống với cô cấp trên đánh đá ghen tị với nhan sắc trước kia của mình. Sau đó cô dẫn Cha Min lên đồ và cô sẽ sống trong một danh phận mới. Đi về phòng ở khách sạn của cô gái mà Se Jeon khi hồi sinh có hình dạng giống cô ấy thì phát hiện cô ta có người yêu cũ là một viên cảnh sát. Thế là nhân cơ hội gửi tin nhắn và nhờ anh ta tìm giúp mình biển số xe. Sau khi có được địa điểm của chiếc taxi thì cả hai nhanh chóng di chuyển tới một ngôi nhà cũ kỹ. Vào nhà thì Se Jeon phát hiện người đàn ông trong ảnh là bố Park Mi Jin, cô gái đã bị sát hại thảm thương. Trong phòng riêng của ông thì có cả một bản thiết kế vĩ đại về những kẻ liên quan trong vụ án mà con gái ông bị sát hại mà tự tay ông đã sơ chuỗi lại. Cha Min lấy một bức ảnh trên tường là Oh Yeong Cheon, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Cũng chính là người mà Cha Min đã dùng viên đá Abyss hồi sinh. Và có lẽ anh đã vô tình hồi sinh cho một tên sát nhân hàng loạt. Se Jeon tiếp tục lục lọi trong phòng thì tìm được một quyển sổ ghi rằng tự tay tôi sẽ trừng phạt hắn vào ngày 7 tháng 5 và ngày đó cũng chính là ngày mà Se Jeon bị giết. Cả hai nhanh chóng đi tới nhà của tên Oh Yeong Cheon thì hắn đã nằm bất tỉnh nhân sự và được cấp cứu đưa đi. Sau đó cùng với cảnh sát Jong Cheon để tới bệnh viện tìm hắn, được anh cảnh sát Jong Cheon cho biết có người liên quan tới cũng là người Se Jeon đang tìm kiếm là Park Jiman. Quay lại lúc trong căn nhà của tên Yeong Cheon thì hắn cũng cho người cha đáng thương kia biết chính hắn là người giết con gái của ông. Chỉ vì cô bé thích món đồ trong nhà hắn ta đeo lên và thế là đã bị hắn bắt và giết hại dã man. Không chỉ thế, hắn không giết một lần mà giết cô bé xấu số ấy tận hại lận. Vì hắn chính là bác sĩ trực cấp cứu vào chính ngày cô bé bị hắn giết, hắn giờ đã mang một hình hài khác bởi vì được Cha Min hồi sinh. Cứ thế hắn đâm người cha xấu số ấy rồi còn giả vờ giả vịt trong bệnh viện làm người bị nạn. Cha Min đang đi tìm phòng bệnh thì bỗng viên Abyss lại phát sáng khi đi ngang qua nhà xác. Đưa Se Jeon đi nhậu nhẹt bé tè lè nhè, xong rồi đưa cô về nhà nằm nghỉ mặc cho cô một mình luyên tha luyên thuyên Hee Jin không tốt. Cha Min lại đi tới chung cư của vị hôn phu Hee Jin ngồi thất thần rất suy tình nhớ về những kỷ niệm đẹp cùng cô ấy. Anh lật xem quyển ghi chú mà Park Ji Man ghi ra thì thấy hình ảnh của cô con gái nên Cha Min liền suy đoán và đến mộ của con gái ông để tìm. Quả nhiên ông ta đang ở đây và hấp hối những giây phút cuối đời để đến bên con gái mình. Không để ông ta chết trước mặt mình như vậy được nên Cha Min liền gọi điện đưa ông ta nhập viện. Yeong Cheon lại đi xuống một tầng hầm của một căn nhà cũ kỹ và hắn đang nhốt Hee Jin ở đây. Sau khi cứu được Park Ji Man thì được ông ta tiết lộ hung thủ thật sự giết chết Se Jeon không ai khác chính là Yeong Cheon. Rồi anh cũng gọi điện cho Se Jeon đến bệnh viện để tra hỏi tường tận hơn. Nhưng khi cô và cảnh sát Yeong Cheon tới thì Park Ji Man đã bị tên Yeong Cheon đưa đi trên chiếc taxi. Cả bọn sau đó tức tốc đi tìm thì ở đồn cảnh sát người ta cũng đã tìm thấy một xác chết do Yeong Cheon cho hẹo. Se Jeon hóa quá nhanh quá nguy hiểm chạy hết tốc lực khiến hai anh lực lượng cũng phải rén. Khi đến nơi thì Park Ji-man đã bị Yeong Cheon xiên cho một nhát dao ngất lịm và hắn ta đã rời khỏi hiện trường. Mọi người bu lại đông đúc thì Cha Min đã nhìn thấy bóng hình vị hôn phu Hee Jin và anh liền đuổi theo cô ấy. Phía bên này công tố viên Ji-guk cũng đã thấy Yeong Cheon và giật đuổi ông ta. Đuổi tới ngõ cục thì ông ta cũng nói mình không phải là bố của Yeong Cheon và còn bảo máu của mình đang chảy trong người công tố Ji-guk. Lúc bám đuổi theo Hee Jin vô tình bị một chiếc xe lao đến khiến anh ngã xuống và Cha Min cũng mất dấu Hee Jin ngay sau đó. Cả hai chuẩn bị rời đi thì bên này công tố viên Seo Ji-guk đã máu me bê bết một góc trong hẻm. Sau đó anh ta được đưa vào bệnh viện và bảo rằng người đâm Park Ji-man là bố của Oh Yeong Cheon. Cả hai ra ngoài ngồi chờ trước phòng cấp cứu của Park Ji-man. Cha Min muốn quay lại hiện trường chỗ cũ để tìm Hee Jin. Jeon khuyên nhủ hết lời nhưng Cha Min muốn quay lại tìm xem liệu cuộc sống của cô ấy khi không có anh thì có thật sự tốt. Nếu như tốt thì anh sẽ thật sự buông bỏ đoạn tình này. Cứ thế anh tìm trong vô vọng từ ngõ ngách này rồi cửa hàng nọ, tìm tới tối muộn chân thì cũng đã đau nhưng chẳng tìm thấy. Sáng hôm sau Jeon đến thông báo cho anh Park Ji-man phẫu thuật rất thuận lợi nhưng chưa tỉnh. Thấy anh chàng khá suy vì quá lụy tình nên Jeon cũng muốn giúp anh đi tìm Hee Jin. Và giáo án cuối cùng đó là nhờ anh cảnh sát Jong Cheon giúp tìm người. Chưa kịp tìm thì một cô gái mặc đồ quyến rũ đi và thu hút mọi ánh nhìn của các người đàn ông ở đó. Không cần phải tìm nữa, cô gái xinh đẹp trước mắt kia chính là Hee Jin. Hee Jin đến đây là để kể lại mối tình của mình với đồn cảnh sát và cô cho rằng chính anh ta là người đã giết hại Se Jeon. Se Jeon nghe xong thì cũng hiểu lầm rằng Cha Min đẹp trai luôn bám theo mình chính là một người khác. Sau đó cảnh sát đào mộ của Se Jeon lên thì không thấy xác cô trong đó, đã thế trên quan tài còn có dấu vân tay của Cha Min. Se Jeon nghe được thông tin đó liền dắt tay Cha Min đi quét dấu vân tay ở quán cà phê và quả thực thì trùng khớp, cô vui mừng vì đã trách lầm anh. Đang dâng trào cảm xúc thì đài truyền hình đưa tin lệnh truy nã Cha Min lên toàn quốc. Họ cũng đã gọi phỏng vấn Hee Jin vì bị tên Yeong Cheon uy hiếp mà cô phải khai man, nói rằng mình có đang có thai với anh và mong anh hãy ra toàn đầu thú. Cha Min sau đó mất quyền kiểm soát muốn tới đồn cảnh sát dùng viên đá Abyss để giải thích đầu đuôi cho họ nghe. Cả hai cứ rằng co qua lại khiến anh cảnh sát Jong Cheon cảm giác khá ghen và đi lại tò mò hỏi.
Nhưng nhờ anh ấy thì cả hai mới biết viên đá Abyss này chỉ những người nào được hồi sinh từ nó thì mới có thể thấy. Zeon ra ngoài nói chuyện riêng với Chamin và nói lại hết rằng Hyjin là người đã tố cáo anh. Dù nghe vậy nhưng Chamin vẫn tin tưởng rằng ở thế giới này chỉ có mỗi Hyjin là người mà luôn tin tưởng, dù ngoại hình anh lúc đó ai nhìn cũng đàm tiếu qua loa. Zeon đến đồn cảnh sát ăn nằm dề ở đó thì vô tình nghe được thông tin họ đã tìm được vị trí của Chamin. Cô nhanh chân chạy ra ngoài lấy xe của anh Shipper, dốc hết tốc lực lên ga để tìm anh. Chamin thì đã điện thoại gọi hẹn với Hyji ở công viên di sản. Sau đó cô ấy cũng điện thoại thông báo cho tên Eon Cheon biết là Chamin đang ở cùng địa điểm với mình. Zeon cũng đã tới nơi tìm anh, cả hai vừa quay lưng đi tới chỗ Hyji thì một chiếc xe tải đã lao tới từ phía sau đâm cô ấy hẹo. Chamin quyết định dùng đá Abyss để hồi sinh cho cô và nó chỉ hoạt động khi có cơ thể người chết và chủ nhân của viên đá là Chamin nên anh đành phải để Zeon ở lại. Cảnh sát đến nơi thì lại rất bất ngờ vì Zeon lại đang ở hiện trường cùng với một vũng máu. Chamin ở bệnh viện cũng đã nhờ bác sĩ kiểm tra thì quả nhiên Hyji không hề có thai với anh. Đã vậy cô còn dõng dạc nói mình đang độc thân còn đang sợ ế đây này con cái gì tầm này. Ở đồn cảnh sát thì Zeon cũng biết được thêm thông tin Hyji toàn dùng mỹ nhân kế lừa đảo trai giàu. Khi cô ấy có 4 tiền án lừa đảo và 6 lần bị kiện vì giả vờ kết hôn. Cô gọi cho anh biết nhưng Chamin gương mặt rất thất thần vì anh dường như đã biết tất cả. Sau đó anh đưa cô ấy về nhà của Zeon ẩn trốn. Rồi một mình anh đi vào bệnh viện để tìm Park Ji-man vì chỉ có ông ta biết bộ mặt thật của Eon Cheon. Zeon cảm thấy điểm không lành nên cũng đã tới bệnh viện tìm Park Ji-man nhưng không thấy Chamin ở đây. Gọi điện thoại thì tiếng phát ra từ một nhà kho, mở cửa vào thì thấy anh đã dần mất đi sự sống và viên đá Abyss cũng bị chuyển vào túi của tên Eon Cheon. Trước đó Chamin đã bắt gặp được Eon Cheon trong phòng bệnh của Park Ji-man. Anh đuổi theo vô tình bị ông ta xô ngã và làm rơi viên Abyss ra ngoài. Nhân ra ông ta có thể thấy và cầm nó lên thì anh mới phát hiện ra chính ông ta chính là Eon Cheon. Cứ thế anh bám theo ông ta đến kho, cứ tưởng sẽ có thể đánh một trận xanh chín, ai ngờ vừa đuổi theo tới thì liền bị ông ta chích một mũi vào cổ khiến anh ngất lịm, xin vĩnh biệt cụ. Ông ta cũng nói rằng mình là người giết Zeon vì cô ấy dám tới bệnh viện hỏi về kỹ thuật khâu của ông ta. Chamin tỉnh thuốc sau đó cầm gậy lên đánh một trận ra hình ra hài với lão già Eon Cheon. Nhưng khi Zeon tới nơi thì các bạn thấy rồi, nó người nằm dưới đất máu bê bết, là anh và tim anh cũng ngừng đập ngay sau đó. Hyjin ở nhà nhớ lại khung cảnh mình bị xe tông nhưng lại thấy nó như là một giấc mơ vì cô không hề bị chảy xước hay đau gì cả. Bỗng ngoài cửa có tiếng chung, cô ra kiểm tra thì bất ngờ khi đó là mẹ của anh Chamin, vị hôn phu của mình. Bà ấy tức giận tát cô một cú đau đớn, nước mắt ngấn lệ hỏi về đứa con trong bụng cô, sau đó kêu cô hãy dọn hết đồ đi. Eon Cheon tới một nơi nào đó cảm thấy sức khỏe mình đang giảm sút thì bên trong bồn tắm đã có một người phụ nữ máu me bê bết nằm hấp hối. Cảnh sát Song Cheon được đồng nghiệp gọi đến thông báo là họ sẽ đóng vụ điều tra của Go Jeon vì nghi phạm chính Chamin đã chết. Jeon cảm thấy điều này rất chi là xạo chó nên đã dẫn cảnh sát Song Cheon đến cái xác Chamin thật và giải thích cho anh ta. Sau khi check dấu vân tay thì dù nghi ngờ nhân sinh nhưng cảnh sát Park cũng phải tin chuyện này. Hyjin nằm ở ghế sofa và gặp ác mộng về quá khứ bị bạo hành của mình. Zeon sau đó cũng đến tìm Hyjin và giải thích cho cô ấy biết là cả hai đã được Chamin hồi sinh. Giờ việc hai người cần làm lúc này chính là có thể giúp Chamin hồi sinh lại bằng viên đá Abyss. Zeon cùng Hyjin sau khi xem các camera an ninh thì cũng đã thấy được viên đá Abyss đang lấp la lấp lánh và xác định được địa điểm mà tên Eon Cheon đang trốn. Bên này thì hắn cũng đã sát hại được thêm một người và chôn người đó phía sau vườn. Do viên đá nên người đó đã được cứu sống và đưa bàn tay lên khiến tên sát nhân biến thái mặt rất chi là ố dề. Cả hai sau đó tìm và Hyjin đã bắt gặp tên giữ viên đá Abyss nhưng cô ấy rất sợ vì hắn chính là kẻ bắt cóc và ép cô nói dối. Sau đó Zeon cũng giải thích hắn ta chính là Eon Cheon. Vừa nghe cái tên đó thì bao ký ức đáng sợ của Hyjin lại ùa về và cô hoảng sợ và muốn bỏ cuộc trong vụ này. Mẹ Chamin vì thấy tin trên báo đài rằng xác và xương cậu đã được tìm thấy khiến bà cũng vì đó mà nhập viện. Zeon thấy chiếc điện thoại mà Hyjin để lại khi cô kiểm tra thì trong đó có thiết bị nghe lén mà Eon Cheon đã gắn vào. Cứ thế trong đầu cô nhảy số ra kế hoạch vĩ mô gì đó. Ở cuộc họp báo thông báo rằng Chamin sẽ chết và đóng vụ án của Zeon, Zeon đã gọi tới thông báo nghi phạm lớn nhất trong tất cả vụ án là Eon Cheon. Cảnh sát Park liền không phụ lòng cô mà giả vờ rời đi không thèm nói lời nào ở buổi công bố. Tại bệnh viện Zeon đã giả dạng làm Hyjin dẫn dụ Eon Cheon đuổi theo cô. Khi hắn ta tới phòng bệnh đi vào thì bất ngờ người nằm trên giường chính là Chamin. Nhờ giáo án tà ma ngoại đạo của Zeon mà cuối cùng Chamin cũng đã được hồi sinh. Cứ tưởng được chuyển sinh thành nữ nhân, ai ngờ là tóc giả khiến anh cũng hoàn hồn lại, sau đó còn phải ôm chán khi biết rằng viên đá hồi sinh Abyss đang trong tay của Eon Cheon. Cảnh sát Park và các đồng nghiệp cũng đã cùng nhau đến bao vây hết bệnh viện để bắt Eon Cheon. Một đồng nghiệp gọi đến cho anh đã tìm thấy một xác chết, cùng đó là cảm giác còn một người khác nữa nhưng chưa tìm thấy xác. Ở một nơi nào đó có người phụ nữ lom dom bước rồi ngất giữa đường khiến người dân bàng hoàng. Trở lại bệnh viện thì cảnh sát Park đã bắt gặp Eon Cheon trên đường, hắn liền nhận ra và tẩu thoát. Jong Cheon liền gọi điện cho 30 anh em phong tỏa toàn bộ bệnh viện lại. Anh cảnh sát lên xem camera giám sát thì thấy có bệnh nhân đang rời cấp cứu và liền gọi anh đồng nghiệp đến kiểm tra. Định vào kiểm tra cho rõ ràng thì các y bác sĩ bảo đừng làm mất thời gian, sẽ trôi qua giờ vàng của bệnh nhân. Anh bác sĩ được Eon Cheon gọi giúp hắn ta vào phòng nói chuyện riêng với anh bạn thì mới biết Eon Cheon đang bị truy nã vì là nghi phạm giết người. Zeon đến phòng camera giám sát nhìn lên thì biết chắc kèo là tên Eon Cheon kia đã rời khỏi đây rồi.
Mẹ cha Min nằm ở bệnh viện mà lòng không hề yên, bà triệu tập 30-40 luật sư VIP slip nhất xứ Hàn để tới quậy đồn cảnh sát. Xem hình ảnh thi thể của con trai mình thì bà chỉ biết ngất xỉu và được cha Min đỡ lại. Anh cảnh sát Park nhìn cha Min thì liền nghi ngờ nhân sinh và ngất xỉu ngay sau đó. Cha Min sau đó cũng đi kiểm tra toàn cơ thể để chứng minh mình là cha Min với mẹ của anh. Jeon ở nhà ngủ nhưng cứ luôn gặp ác mộng về cái ngày mà Yeon Jeon giết cô. Cha Min sau đó về công ty dược thẩm mỹ Lan của gia đình để giải quyết công việc. Lúc trước anh đã tài rồi giờ còn thêm cái đẹp nữa thì ai mà làm lại anh cơ chứ? Bằng những lý luận cơ bản đã giúp mẹ anh xấy cho các tên làm ở đó đứng hình đơ mặt ra khiến mẹ anh ưng quá chừng và biết chắc đây chuẩn là quý tử nhà mình. Giải quyết xong việc thì anh liền đi tới bệnh viện cùng Jeon để thăm tình hình của Park Jiman. Cả hai được cô y tá kể lại rằng khi ông ấy mơ mơ màng màng đã nhắc về cuốn sổ. Yeon Jeon đã tìm cách và lừa được Hee-jin ra ngoài và tiếp tục hăm dọa cô và hỏi về viên đá Abyss. Bên này Jeon và Cha Min về phòng tìm quyển sổ thì phát hiện Yeon Jeon không chỉ có con gái mà còn có cả một đứa con trai. Sau khi cha hỏi Hee-jin thì Yeon Jeon đã biết công dụng của viên đá hắn ta đang giữ có khả năng hồi sinh người chết. Đang ăn uống vui vẻ cùng Cha Min và dì giúp việc thì bất ngờ Jeon nhận được cuộc gọi lạ. Khi nghe thì mới biết chính là Yeon Jeon và hắn ta đang ở quán gà của gia đình cô. Jeon liền quay về nhà mình và bị tên Yeon Jeon bắt lại và đánh đập cha của cô trước mặt cô. Cha Min cảm giác có gì đó sai sai trước khi Jeon rời đi nên anh cũng liền lái xế hộp đi tìm và gọi cho anh cảnh sát Park đi tới đó cùng mình. Khi đến nơi thì quả nhiên tên Yeon Jeon đang ở đây, sức già đánh không lại sức trẻ hắn liền lấy mẹ của Jeon ra uy hiếp sau đó cùng bà ấy rời đi. Đang trên đường đào thoát thì tên Yeon đã bị công tố Seo Ji Guk chặn lại. Mẹ Jeon được đưa vào cấp cứu, cô cũng muốn tiết lộ thân phận thật của mình cho gia đình mình biết. Nhưng căn bản việc của cô không giống như Cha Min, cô là người đã chết và nằm trong quan tài trước mặt tất cả gia đình mình. Cả hai sau đó về căn nhà cũ của Jeon lấy ít đồ, sau khi đi ra gặp ông chú nhặt ve chai ông ấy đưa cho cô món đồ làm rơi hôm ấy. Còn kể lại rằng hôm Jeon bị sát hại ông đã nhìn thấy một thanh niên đi ra từ căn phòng của cô. Nghe vậy Jeon cũng nhớ ra quả đúng là hôm đó ngoài Yeon Jeon còn có thêm một người nữa. Cô mơ màng nhớ về cảnh tượng hôm đó khi bị Yeon sát hại cô vẫn chưa chết mà tên trẻ trung trong bộ vest đã phát hiện và cho cô đòn kết liễu. Trở về thực tại Cha Min đưa cô về nhà và luyên thuyên các công thức toán để giúp cô ngủ sau nhiều ngày mệt mỏi. Đang định hôn Cha Min vì cảm thấy từ nhỏ tới lớn lúc nào anh bạn thân này lúc nào cũng bên mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên Jeon liền bất tỉnh nhân sự vì quê là quê là quê. Hee-jin gọi để gặp anh, cô tiết lộ hết mọi chuyện. Dù cô yêu anh vì tiền là thật nhưng cô cũng đã từng có tình cảm với con người xấu xí mà không xấu xa trước kia của anh. Yeon Jeon chính là cha của cô ấy và cô luôn phải chịu cảnh bạo hành. Cô muốn hủy hôn lễ là cũng vì muốn tốt cho anh, tình đầu của cô cũng đã bị chính cha ruột của mình sát hại. Yeon Jeon khi được cảnh sát Park tra hỏi thì hắn ta khai những người mình giết cứ như một chiến tích khiến anh Park rất cay cú với tên cuồng sát sinh biến thái này. Jeon muốn vào hỏi tội tên Yeon Jeon nhưng chỉ có người nhà được vào thăm ông ta. Thế là cô liền cái máy quay lén và nhờ sự giúp đỡ từ Hee-jin. Hee-jin vào thăm hắn nhưng dù trong tù hắn vẫn luôn tỏ thái độ rất chi là hống hách, còn hăm dọa cô con gái mình. Cảnh sát Park hẹn Jeon đi ăn tối vì lúc này anh vẫn nghĩ cô là Mi-jo bạn gái cũ của anh. Anh muốn quay lại nối lại tình xưa và liền bị Jeon từ chối vì chỉ xem anh là tình đồng chí khiến anh rất buồn và rời đi. Hee-jin ở nhà xem lại video quay tên Yeon Jeon và cô đã xóa đi đoạn hắn ta hăm dọa mình. Sau đó cô đem ra hình ảnh mà tên Yeon Jeon chụp để hăm dọa cô về người mẹ của cô ấy. Cả ba sau đó đi tới tìm anh hacker lỏ để mong anh ấy tìm địa điểm của mẹ Hee-jin. Jeon liền mặt căng cực hăm dọa mong anh ta giúp nhưng không hề hiệu quả. Hee-jin liền dùng sự xinh đẹp, đáng yêu của mình năn nỉ thì làm sao mà có chàng trai nào đỡ được cơ chứ. Bởi ta nói không phải lúc nào đe dọa cũng có hiệu quả, mà mỹ nhân kế vẫn luôn là cách hiệu quả nhất. Cha Min nhìn hình và nghĩ rằng chỉ cần gọi thêm cho cảnh sát Park thì anh ấy có thể giúp được cả bọn. Jeon thì nghĩ rằng hôm nay anh ấy không hề ổn tí nào, quả đúng như cô nghĩ vì anh đang thất tình và say bét tè lè nhè bên này. Mi-jo hàng Ryan gọi điện tới cho anh khóc lóc và nói ra hết nỗi lòng của mình khiến Mi-jo bên này cảm thấy rất khó hiểu. Jeon sáng tới đã mua tà tưa bánh ngọt đi tới tìm cảnh sát Park mong anh giúp cô hỏi về vụ án Yeon Jeon. Anh ta vẫn dỗi không thèm nói năn gì và nhờ thanh tra Choe giải thích cho Jeon. Sau khi ngồi nghe thì biết bên công tố Seo đã lấy hết dữ liệu về vụ án. Cha Min cứ sở hở là gọi Jeon tới văn phòng làm việc của mình. Việc hai người cứ dính xà nẹo cũng khiến mẹ anh tò mò và muốn tìm hiểu rõ về Jeon. Cả hai sau đó đến phòng công tố của tên công tố Lee. Bằng diễn xuất như Holy Shit của mình thì Jeon cũng đã thành công lấy được đoạn video trên camera hành trình của chiếc cấp cứu mà Yeon Jeon lái. Về sau một hồi phân tích như Edogawa Conan thì Cha Min cũng đã suy đoán ra nơi hắn ta đến. Đi tận vào trong rừng sâu thì có một viện dưỡng lão ở trong đó. Tới nơi khi đưa ra hình ảnh về mẹ của Hee-jin hỏi cô y tá nơi đây thì cô ấy liền bảo là không có người này ở nơi đây. Thấy cô ta đang mùng điêu nên Jeon đã tung ra thẻ công tố của mình cho cô ta xem. Thế là cả bọn cùng nhau điều tra hết mọi ngóc ngách nơi này. Khi Jeon tìm ra đúng căn phòng ấy thì đã muộn mất một lúc. Bà ấy đã được một người bí ẩn đưa đi và người ấy không ai khác chính là công tố Seo Ji Guk. Ba người tức tốc đuổi theo chiếc xe ấy nhưng kết quả là nó đã lao xuống vực và nổ tan tành mây khói. Hee-jin khóc trong tuyệt vọng khi thấy cảnh tượng đó, còn Jeon thì không hiểu lý do gì lại không thấy xác của hai người trong chiếc xe đó. Thật ra kịch bản đã được công tố Seo biên soạn lên hết. Anh đã đưa mẹ của Hee-jin đến ngôi nhà của một bà lão nhờ bà ấy chăm sóc dùm. Cảnh sát Park thấy Jeon cứ rất lạ lùng nên anh đã nghi ngờ cô đang che giấu điều gì đó.
Sáng hôm sau tại phòng thay đồ của tù tội, Yeong Cheon đã test chức năng của Abyss bằng cách giết một tên trong phòng thay đồ. Quả nhiên sau đó hắn đã thành công và hiểu được nguyên lý hoạt động của viên đá này. Công tố Seo sau khi đi thăm người cha của mình bị ông ta đe dọa thì anh cũng đang tìm cách để giúp ông ta. Hee-jin thì thất thần khi không biết mẹ mình giờ đang sống hay chết. Bỗng một tin nhắn mật xanh gửi đến nó về mẹ của cô. Jeon thì nhận được điện thoại một tin khẩn, đó là Mi-jo Hàng Ryan đã quay về. Lee Mi-jo do đã phẫu thuật thẩm mỹ nên khi về văn phòng thì tất cả mọi người đều nghĩ cô là pha ke. Gọi đến cho anh người yêu cũ mong anh ấy giúp nhưng anh ấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó cô ấy vào trong gửi tin nhắn cho anh để chứng minh mình là Mi-jo thật. Anh ấy có một vết bớt dưới mông và nếu anh không ra mặt thì cô sẽ public bức ảnh đó. Jeon sau đó đi vào gặp Mi-jo và ngạo nghễ mình mới chính là Hàng Ryan. Tuy giải quyết được vấn đề trước mắt tạm thời rồi nhưng Jeon vẫn cứ lắng lo nên đã đến nhờ tài phiệt Cha Min giúp đỡ. Sau một hồi suy luận, anh đã nghĩ ra cách giải quyết duy nhất mà anh đang có, vâng chỉ một mà thôi, đó chính là tiền. Cả hai đến gặp Jeon Hàng Ryan với một vali đầy tiền. Anh muốn cô ấy giữ kín chuyện này và có thể trả gấp đôi số tiền đang có trên bàn cho cô, bởi ta nói đẹp trai có mà tiền bạc cũng có luôn thì ai mà làm lại anh. Nhờ vậy mà anh đã dễ dàng thuyết phục được Jeon. Công tố Seo quay lại nhà của Se Jeon, nhớ lại tất cả những gì xảy ra thì giờ anh nhận thấy Jeon kia chính xác chính là Se Jeon. Hee-jin ở nhà khi nhận được tin nhắn gửi hình mẹ cô vẫn còn đang an toàn thì khiến cô rất xúc động. Jeon bất ngờ lấy được điện thoại của Hee-jin nhận ra cô ấy đang thông báo việc của mình với một người khác. Thế là Jeon tức tốc quay về căn hộ của Jeon để xác nhận tình hình. Khi đến thì cô ấy vẫn an toàn như điện tắt, từ trong bóng tối đã xuất hiện sát thủ trong bóng đêm mà đâm thẳng một nhát dao vào Jeon. Cha Min cũng tới đây và nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện. May mắn vết thương chỉ ở phần mềm nội tạng không ảnh hưởng và cuộc phẫu thuật khá thuận lợi. Hee-jin sau đó cũng đến đi ấp a ấp úng đến hỏi thăm. Cha Min nhìn cô sau đó lấy hết tất cả tiền trong ví của mình nhét vào tay cô. Anh tức giận bảo cô chỉ muốn tiền của mình vậy thì giờ hãy cầm và muốn bao nhiêu thì hãy lấy và biến. Anh trách mình ngu ngốc mới để cô bên cạnh và khiến Jeon suýt mất mạng hai lần. Jeon tỉnh lại và vẫn muốn Hee-jin bên cạnh vì cô muốn chứng kiến một người bị trừng phạt với tội lỗi họ gây ra. Cảnh sát Park cùng Jeon đến thăm và Jeon cũng tiết lộ hoàn toàn sự thật về việc mình được hồi sinh. Sau một hồi giải thích vòng vo hoa lá hẹ thì cảnh sát Park cũng bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh và tin hai người họ. Giờ đây theo kịch bản thì Hee-jin sẽ giả vờ theo phe của tên đang giữ mẹ cô ấy còn mọi người sẽ tích cực điều tra. Jeon cũng được đưa vào ở một nơi khác. Sau đó Cha Min còn cẩn thận làm giả cho cốt của Jeon và đến viếng thăm cô để đánh lạc hướng bọn chúng. Ngay khi tên sát thủ mà công tố Seo nhờ giết thì lúc hoàn thành nhiệm vụ thì tiện tay anh ta cũng thủ tiêu đi tên này. Sau đó anh ta còn tinh tế tạo lại một hiện trường thành một vụ tự tử. Tại phòng ngủ, Jeon cũng bày tỏ lòng mình và muốn Cha Min hôn, thế là hai người cùng nhau trao nụ hôn nồng cháy trước khi đi ngủ. Sáng sớm cùng nhau ăn sáng mà Jeon cứ nhìn vào bờ môi căng mộng và nhớ về nụ hôn đêm qua. Cô cần phô mối quan hệ của cả hai giờ chỉ là ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Còn với anh Cha Min đây thì lưu lại cả ngày nụ hôn đầu của Jeon vào điện thoại mình. Ra ngoài thì Cha Min đã đứng chờ sẵn với bộ vest lịch lãm khiến Jeon nhìn và tự nhủ trong lòng anh ta ăn mặc đẹp quá. Lên xe thì cô liên tục ngắm nhìn gương mặt của Cha Min và cảm thấy khát nước. Đang ảo tưởng sức mạnh thì Cha Min nói mình nay ăn mặc đẹp vì ở công ty hôm nay có cuộc họp cổ đông mà thôi. Mẹ Cha Min ở nhà xem profile của Jeon và thấy cô luật sư này cũng rất ưng, dù đã có mối tình 10 năm nhưng cũng đỡ hơn Hee-jin. Hee-jin sau đó cũng được bà gọi vào sấy một hồi, nhưng cô vẫn phải cam chịu mà ở lại vì còn mẹ cô còn chưa tìm được. Cha của Jeon thì muốn dẹp tiệm sau biến cố vừa xảy ra, nhưng mẹ cô thì quyết giữ lại vì đó là kỷ niệm mà Jeon phải mượn nợ để gây dựng lên. Jeon sau đó được Cha Min đưa về quán gà, Cha Min bên ngoài mình thấy là bể của kính liền gọi người đến sửa. Sau đó còn mời mọi người ở văn phòng thanh tra đến ăn tại quán của nhà Jeon. Đến công ty thấy nhân viên nữ của mình vừa được bạn trai tỏ tình nên Cha Min cũng hỏi tí ý kiến từ họ. Bên này Jeon cũng phục vụ giúp mẹ mình ở cửa hàng gà rán. Anh ấy vô tình để quên thẻ nhân viên, Jeon nhặt lên thì thấy anh ta làm trong mỹ phẩm lan công ty của gia đình Cha Min. Sau đó cô giúp mẹ dọn dẹp và ngồi ăn món gà trên cùng bà. Cảnh sát Park gọi tới thông báo đã bắt được kẻ hôm trước đâm cô nhưng tại hiện trường thì hắn đã tự tử. Hee-jin cũng tới nơi và khóc lóc, nhưng Jeon liền trấn án và cho rằng đây chỉ là vụ giết người tạo hiện trường giả mà thôi. Cha Min ở nhà chuẩn bị sẵn kịch bản đẹp để tỏ tình Jeon. Trong lúc vô tình mở cốp xe ra thì cô phát hiện anh đang có quà dành cho cô. Cô cứ tò mò muốn xem, trong lúc giằng co thì vô tình nhìn thấy được camera hành trình lắp ở phía sau xe của Cha Min. Mọi người cùng nhau mở lên quan sát thì thấy có gì đó bất thường ở trong đường hầm. Sáng đến khi đi ăn cùng cảnh sát Park khi được hỏi về vết thương ở tay thì công tố Seo cũng nhớ lại. Vết thương đó là từ mẹ của Hee-jin gây ra khi anh kéo bà ra khỏi xe và dàn dựng kịch bản để xe tự chạy. Ba người sau đó cũng đi tới đường hầm dò la tình hình. Một lúc tìm kiếm thì họ cũng phát hiện có một lối thoát hiểm ở giữa đường hầm. Cả bọn quyết định đi sâu vào để tìm xem nơi này sẽ dẫn tới đâu. Công tố Seo nhân được cuộc gọi từ bà lão rằng mẹ Jeon đã bị bỏng do nhấc nồi canh, để không cho cấp cứu đến đón nên anh ta tự thân đi tới đón. Cả nhóm bên này sau một hồi tra hỏi người dân gần đây thì cũng đã biết địa điểm mà mẹ Jeon đang ở. Khi họ tới nơi thì nơi này đã trống trơn, nhưng thức ăn trên bàn vẫn còn nóng nên Cha Min suy đoán họ đi vẫn chưa xa. Trong lúc đi xung quanh tìm thì Hee-jin bất cẩn đã vấp té. Cả ba đưa Hee-jin vào bệnh viện để chữa vết thương, Jeon để Cha Min đưa Hee-jin lên phòng trước còn cô sẽ đi mua nước cho mọi người. Trong lúc ngồi thả hồn thì vô tình bắt gặp được công tố Seo, anh ta bảo đã tìm thấy cô Giang mẹ của Hee-jin và muốn cho cô đi xem.
Trước khi đi, cô còn để tin nhắn lại cho Chamin. Trong lúc đẩy Hyejin về phòng bệnh thì mẹ cô ấy đã nhìn thấy và gọi công chúa. Cả hai mẹ con nhờ vậy mà đã gặp lại nhau và khóc rất chi là thảm thương. Chamin khi nói chuyện với bà lão thì biết được người nhờ bà ấy bảo hộ cho mẹ Hyejin chính là công tố viên Seo. Jeon khi được Chamin nhắn tin thì đầu cũng đã nhảy số nhanh. Khi bắt điện thoại từ Chamin, cô giả vờ đang nói chuyện với cảnh sát Park và hỏi Ji-guk địa điểm của mình. Nhờ giao án này mà tên Ji-guk cũng rén cái tay mà không làm hại cô. Sau đó hắn ta còn đưa cô đi toilet, vừa vào thì Jeon liền khóa trái cửa, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Rất nhanh sau đó Chamin đã đi tới và ứng cứu cô kịp thời. Ji-guk cũng rời đi trước đó và để lại tin nhắn cho Jeon rằng mình có việc đột xuất. Mọi người sau đó đi tới tra hỏi bà lão, bà luôn nghĩ công tố Seo là một người tốt. Do quá nhiều thông tin độc lạ Bình Dương nên bà cũng nhức cái đầu mà cần phải nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cảnh sát Park cũng đến hỏi công tố Seo về việc giấu bà Giang. Hyeji và bà Giang sau đó được đưa về dinh thự của gia đình anh tá Túc. Còn anh và Se-jeon thì anh đã chuẩn bị ở một chỗ khác. Anh còn cho cô xem căn phòng bí mật của mình. Nơi này anh cất giữ những thứ quý giá nhất của bản thân mà không cho ai biết kể cả mẹ của anh. Xem tấm hình trên kệ là ảnh của anh và bố của mình. Ông và mẹ anh đã ly dị. Trong mắt mẹ của anh thì ông ấy là một người đàn ông thất bại và yếu đuối. Nhưng trong mắt Chamin thì ông ấy chính là một người bố hoàn hảo. Anh chỉ tiếc rằng nếu biết lúc gặp bố mình là lần cuối thì có lẽ anh đã ôm ông ấy thật chặt. Cô còn thấy anh giữ chiếc hộp cô tặng vào ngày lễ tình nhân trắng lớp 11. Lúc đó cô chỉ nói dối rằng con trai tặng cho cô nhiều quá nên mới tặng lại cho Chamin, nhưng ngày lễ tình nhân ấy là con gái sẽ tặng cho con trai. Quả là sao bấy năm thì Chamin vẫn cứ là ngốc. Cả hai đang tình tứ chuẩn bị trao nụ hôn lần thứ hai thì vô tình anh chạm vào công tắc làm cửa quay ra hết chi là tuột mút. Vừa quay ra thì gặp cô giúp việc và cô ấy rất vui khi cả hai thân thiết như vậy. Và lúc ăn cô giúp việc chia sẻ đó căn phòng bí mật mà Chamin rất thích và bí mật không cho ai biết cả. Và Jeon đây là người đầu tiên mà Chamin cho phép vào. Jomi gọi đến cho Jeon về việc cô ấy đã gửi đơn xin nghỉ việc cho Jeon để cả hai có thời gian ở bên nhau. Cô ấy và cảnh sát Park cũng đã nối lại đoạn tình xưa. Chamin đến thăm Park Ji-man, anh chia buồn về những gì mà con gái ông phải chịu đựng. Anh mong Park Ji-man sẽ có một cuộc đời mới, vui vẻ và nếu cần gì anh sẽ sẵn sàng giúp. Tranh án Seo Cheon-sik, cha nuôi của Seo Ji-guk đang ngồi đọc báo ngày mới thì nhận được một bưu kiện. Khi ông mở ra là một bức ảnh của những đứa trẻ chơi xích đu và kèm đó là lời nhắn tôi sẽ chờ ông liên lạc trước. Cảnh sát sau đó hộ tống Yeon Cheon đến nhà riêng của hắn để quay lại giáo án giết người của hắn ta. Đưa sát nhân giết người mà cứ như vua như chúa, dế xịn cùng đó là 30-40 anh em hộ tống. Yeon Cheon thực hiện lại quá trình gây án của mình, mặt hắn không hề ăn năn hối lỗi mà còn nở một nụ cười thỏa mãn. Trong lúc quay về nhà giam tên Yeon Cheon đã giở trò. Hắn đòi đi vệ sinh vì tù nhân cũng cần có quyền được tự đi vệ sinh. Sau đó hắn đã giả sùi bọt mép rồi được một cảnh sát mà hắn đã cài vào chở đi. Cô gái ấy mang ơn hắn ta vì trong hành trình giết người của mình hắn ta đã giết người bố bạo hành gia đình của cô gái này. Việc mà cô ấy không dám làm sau hàng trăm lần suy nghĩ nên cô muốn giúp ông để thay lời cảm ơn. Cả hai quay về nhà vào căn phòng bí mật, đang nằm chiêu rất chiêu thì Jeon bỗng mắc vệ sinh. Nhưng mẹ Chamin thì lại quay về thế là cô phải nhịn. Tới khi mẹ Chamin trò chuyện 7749 câu chuyện với người bạn rồi rời đi thì cô mới được giải thoát. Anh cũng ra ngoài uống miếng nước cho hạ nhiệt, cảnh sát Park liền gọi tới thông báo tên Yeon Cheon đã trốn thoát. Khi ra ngoài ban công thì thấy Jeon đang nghe nhạc chiêu chiêu lom dom bước. Từ xa cô ấy có một bóng hình dõi theo không ai khác chính là tên Yeon Cheon. Chamin sau khi quan sát kỹ thì cũng thấy luồng ánh sáng phát ra từ Abyss đang từ từ tiến lại gần Jeon. Lúc hắn đã sắp tiến gần đến con mồi của mình thì mẹ của Hyejin đã đập cho hắn một cú vào đầu. Hắn ta sau đó liền ôm cái đầu máu đuổi theo. Chamin đi tới giữ tay Jeon, sau đó đi tới phòng an ninh quan sát hết các máy quay thì không hề thấy bóng dáng của Yeon Cheon nữa. Mọi người sau đó cũng tìm cách đưa cô Giang và Hyeji đi qua chỗ ở khác để an toàn. Hyejin cũng kể cho Jeon nghe về việc cô còn có một người anh trai nhưng người anh ấy đã mất từ nhỏ rồi. Chamin đèo Jeon đến công ty của anh để xem anh làm việc. Sau đó anh còn tận tâm đi pha cà phê cho cô. Các nhân viên bên ngoài ngắm nhìn mà ngây ngất lòng người, cho rằng anh ấy chính là kiệt tác. Và lý do họ trung thành với công ty chính là vì giám đốc cha. Bên này mẹ Chamin đã tìm tới gia đình của M.I.Jo. Vừa vào bà liền nói chuyện cưới hỏi và đưa nhẹ một phong bì đầy áp tiền để lấy lòng. Cảm thấy bị khinh bỉ nên người bố liền mất quyền kiểm soát và đuổi mẹ Chamin đi vì dám khinh thường bọn họ. Tối đến Yeon Cheon đã hẹn gặp mặt với công tố Seo. Ông ta đã lên một kế hoạch hoàn mỹ và ông ta cũng biết do chính con trai ông ta là người đã hạ sát Se-jeon lúc cô ấy vẫn còn sự sống. Kế hoạch của ông ta là gài bẫy Se-jeon ra mặt, sau đó ông ta sẽ giết và tự sát. Và người hồi sinh ông ta là người thấy được viên đá Abyss, không ai khác người đó chính là Hyejin. Trong lúc ngủ cùng Hyejin, bà Giang lại mơ mơ màng màng chân không đi ra ngoài. Bà được một anh taxi tốt bụng giúp đỡ. Khi nghe bà luôn gọi tên Tae-jin thế là anh đã gọi đến cho công tố Seo bên này. Cứ thế bà ấy bị công tố Seo đưa đi. Hắn đưa bà ấy đến chỗ của Yeon Cheon. Dù mất trí nhớ, điên, khùng khùng nhưng khi tỉnh lại thứ bà ấy làm đầu tiên chính là tấn công Yeon Cheon để cho con trai bà ấy chạy. Bà ấy luôn luôn như thế trong quá khứ, luôn phải đưa thân ra bảo vệ để cho các con chạy. Yeon Cheon định đánh bà ấy và Ji-guk liền không kiềm nỗi lòng mà chặn ông ta lại. Cứ thế hai cha con Innova với nhau. Sau một hồi đi đường quyền anh ta bị Yeon Cheon đánh gục, định tung đòn kết liễu thì cô gái kia đi và nói cảnh sát đang tới bao vây nơi đây.
Khi họ đi vào thì tất cả đã rời đi hết và chỉ còn mẹ của Hyejin ở lại. Ji-guk nằm dưỡng thương sau một pha cơm bạt ra hình ra hài. Anh nhớ lại cảnh tượng lúc nhỏ, cha nuôi của cậu đã sát hại chính vợ và con trai mình. Cậu ấy là người phát hiện ra, từ đó cậu mang cái tên Ji-guk và trở thành con của người cha quyền lực. Bên này, cha nuôi của Ji-guk cũng đã đi gặp mặt vị khách bí ẩn và người hẹn ông ấy là Park Ji-man. Ji-man muốn ông ấy hãy khai báo sự thật về Ji-guk và đây cũng là cơ hội để ông ấy có thể trục tội với con trai thật của ông. Sau khi được xét nghiệm máu của những vết máu ở hiện trường, đội pháp y thông báo cho cảnh sát Park và Jeon có một người có mẫu DNA rất giống Yeong Jeon. Điều này chính tỏ tên sát nhân biến thái còn có một đứa con trai, nhưng hắn lại không đăng ký khai sinh. Cả hai đi tới hỏi chuyện Hyejin. Được cô ấy kể lại đó là Tae-jin, đứa con riêng của Yeong Jeon, là con ruột của ông ấy. Ji-guk đến bệnh viện để thăm bà Giang rồi anh luyên thuyên vài lời rồi rời đi. Khi kiểm tra quyển vẽ của bà Giang, Jeon phát hiện một số điện thoại rất quen. Nhớ lại bà ấy đã từng gọi cho số này và bảo đó là Tae-jin. Cô gọi thử thì tiếng chuông bắt đầu phát lên từ chiếc điện thoại của Ji-guk bên ngoài. Jeon đi tới cần phun hắn ta chính Tae-jin, nhưng hắn không hề sợ vì ai lại tin một người đã từng chết với một thân xác khác. Do vết thương quá nặng nên sau đó Ji-guk đi tới tìm cô em gái của mình là Hyejin. Dù bây giờ anh ta có thể là kẻ xấu giết người không gớm tay, nhưng khi còn nhỏ anh luôn đứng ra để bảo vệ Hyejin bởi người bố tàn bạo của họ. Ji-guk quay về nhà thì bất ngờ khi Yeong Cheon, bố của anh ta, cũng đang ở đây chờ. Ông ta khâu vết thương cho Ji-guk rồi lom dom bước đi. Sáng hôm sau, cảnh sát Park chén lúc vào phòng làm việc của Ji-guk, mục đích là để tìm mẫu tóc của anh ta. Đến lúc Ji-guk về phát hiện thì anh Park cũng vào thẳng vấn đề với anh ta. Cảnh sát nghi ngờ anh chính là con trai của Oh Yeong Cheon. Lúc đang căng thẳng thì bố nuôi của Ji-guk bước vào và bắt con trai ông giao mẫu tóc cho phía cảnh sát điều tra. Còn rất ngạo nghễ bảo rằng nếu không phải thì cảnh sát Park sẽ phải gánh chịu hậu quả khi nghi ngờ con trai ông ta. Với cương vị là một thẩm phán của tòa án tối cao, ông ta dễ dàng thay đổi mẫu tóc che giấu đi sự thật. Cảnh sát Park vì đắc tội với chánh án cấp trên nên đã bị tát và đình chỉ công tác điều tra cho đến khi nhận được lệnh mới. Jeon khi nghe cảnh sát Park thông báo về việc DNA của Ji-guk trùng khớp 99% với thẩm phán thì cô cũng rất hoang mang. Cha Min thấy vậy liền rủ cô ra ngoài trời ngắm sao để giải tỏa áp lực cuộc sống. Sau khi nằm nói chuyện thì Jeon tiết lộ cô cũng đã từng rất thích anh, dù từ chối tình cảm là do cô ỏng a ỏng ẹo. Thấy anh bỏ cuộc nên cô cũng muốn quên đi, nhưng lúc đó anh lại rủ cô đi chơi, khiến cô lại thích anh nhưng vẫn từ chối tình cảm của anh sau nhiều lần. Bởi ta nói con gái là một thứ gì đó mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng lần này khi được Cha Min hỏi thì Jeon khẳng định mình cũng rất yêu anh. Cô cảm thấy tiền là thứ quan trọng nhất trên đời này, nhưng với Cha Min, người có rất nhiều tiền thì thấy Jeon mới chính là thứ quan trọng nhất. Đúng là con trai khi yêu đúng người, thở ra câu nào cũng hết sức chi là xến. Sáng hôm sau, Cha Min nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt từ Park Ji-man, nhưng sau khi đến điểm chờ thì lại không thấy ông ấy. Hyejin cũng đến gặp Yeong Cheon và gửi tin nhắn riêng cho Jeon biết. Khi mọi người đến nơi thì chỉ bắt được đồng phạm của Yeong Cheon mà không thấy ông ta và Hyejin. Hyejin tiếp tục gửi tin nhắn Gmail cho Jeon rằng Yeong Cheon biết cô nhìn thấy được viên đá Abyss nên đã bắt cóc mẹ để uy hiếp cô ấy, nhưng ông ta vẫn chưa biết cách sử dụng. Hyejin muốn lợi dụng điểm này để một lần vùng dậy dưới bãi xình lầy. Hyejin gửi lời xin lỗi với Cha Min vì mọi chuyện và cảm ơn vì mọi người đã luôn giúp đỡ cô ấy. Bên này, Yeong Cheon đã biết được Hyejin không hề dụ Jeon đến đây nên liền đánh cô. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể chết và uy hiếp Yeong Cheon, vì thà như thế còn hơn là giúp lão già này. Cha Min biết mẹ mình có cài thiết bị theo dõi trên điện thoại của Hyejin nên liền gọi để kêu bà xem giúp mình và cả bọn nhanh chóng đi tới đó. Yeong Cheon cho Hyejin xem video mẹ cô đang bị bắt và bị nhốt trong phòng với đầy khí ga bởi tên Ji-guk làm. Cảnh sát đã tới nơi, Yeong Cheon đi tới giành lấy ông tiêm và hắn muốn tự sát và để Hyejin hồi sinh cho hắn với một hình hài khác. Ai mà có dè rằng kế hoạch của hắn ta đã sai ngay từ đầu, vì dù có tái sinh bao nhiêu lần thì hình hài cũng chẳng thể thay đổi. Và còn một điều ảo Malazada Kana xí muội khác là chỉ có Cha Min mới có thể hồi sinh cho lão. Nghe tin hoàng hồn tỉnh lại liền, lom dom bước rời đi nhưng bị Hyejin chặn lại. Hyejin và Yeong Cheon sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau tại một khu đất trống thì mọi người cũng đã tìm thấy xác bà Giang, mẹ của Hyejin. Viên đá Abyss cũng quay trở lại với Cha Min vì Yeong Cheon ở phòng cấp cứu đã không còn sự sống. Có lẽ đó là vì Ji-guk khi anh ta lom dom bước ra từ khu chăm sóc đặc biệt. Hyejin tỉnh lại sau khi hồi ức về quá khứ tồi tệ của bản thân và hay tin mẹ cô đã chết. Nhìn mẹ mình nằm đó, cô chỉ biết gục ngã bật khóc thảm thương. Cô mong Cha Min có thể cứu lấy mẹ của mình bằng viên đá Abyss. Nhưng hiện giờ mẹ Hyejin không chỉ có bọn họ biết rằng đã chết mà còn vô số người dân khác và các viên cảnh sát đều biết. Việc hồi sinh bà ấy ngay sẽ tạo nên làn sóng dư luận về sự ảo ma Canada đó. Công tố Seo đi tìm bố nuôi nhưng ông ấy đang có việc quan trọng cần phải giải quyết và lánh mặt anh. Mặt khác, anh Jeong Cheon làm khùng làm điên bên này bị Mi-jo hành hạ lên bờ xuống ruộng. Sau đó anh bảo cả hai hãy cưới nhau, lấy ra trong túi chiếc nhẫn kim cương để vào tay cô. Điều đơn giản ấy đã làm cô gái mạnh mẽ như Mi-jo bật khóc. Đàn ông nếu có khô khan quá thì hãy hành động thì sẽ chiếm được trái tim của cô gái mình thích thôi. Vậy nên thả một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm. Ở công ty dược phẩm Lan, cô nhân viên đến rủ Cha Min đi ăn ở nhà hàng hải sản. Anh đi cùng với Jeon nhưng lại bị cô nhân viên chen vào ngồi giữa và còn gắp cho anh rất nhiều đồ ăn. Jeon thì vẫn cứ ăn uống no say mặc kệ sự đời. Cha Min thì cay cú khi một mỹ nam như ăn đi ăn cùng các cô gái vậy mà bạn gái mình chẳng thèm ghen. Jeon thì mặc định chỉ có người khác ghen với mình, còn cô sẽ không vì ai mà ghen cả.
Cô không quan tâm anh được các cô gái khác yêu thích như nào vì cô chính là Go Sejeon. Cô nhân viên khi nãy lại đến tìm Cha Min và tặng cho anh chiếc bánh tự làm. Thấy cô bạn gái đanh đá như vậy nên anh cũng thưởng thức ngon lành, đã vậy còn hẹn lần sau hãy làm món ngon hơn và đem đến cho anh. Jeon vẫn cứ ra rẻ, sau đó đi gửi fax và mặc kệ anh ỏng a ỏng ẹo trước mặt mình. Cha Min pha cà phê đem đến cho cô nhân viên khi nãy, mục đích vẫn là để Jeon ghen nhưng cô vẫn cứ bất cần đời. Anh đi tới bàn làm việc của cô nhân viên ấy thì thấy tờ giấy mà Jeon khi nãy đem đi gửi fax. Nội dung trong mẫu giấy đó là anh cha đã có bạn gái rồi còn là một công tố viên xinh đẹp. Tái bút gu của anh ấy cao lắm, đừng có mà cưa cẩm, dây dưa là chết với chị mày. Đọc xong, Cha Min rất vui, sau đó cần phung với cô nhân viên luôn là mình đã có bạn gái, rồi đem hai cốc cà phê về cho Jeon. Đồn cảnh sát gọi đến cho Cha Min về việc của Park Ji-man. Ông ấy bị buộc tội gây tai nạn rồi bỏ chạy, dù đưa danh thiếp lại nhưng cô gái ấy lại khăng khăng rằng ông có làm. Đã vậy máy quay hành trình trong đó không hề tìm thấy thẻ nhớ. Vì đã mắc nợ ông ấy rất nhiều nên lần này Jeon muốn chứng minh ông ấy vô tội bằng mọi giá. Chuyện thật sự rất đáng ngờ vì gia đình bên kia đã bị mua chuộc bởi có người giở trò tiểu nhân để ép Park Ji-man phải mang tội dù ông không làm gì sai cả. Nhưng bên gia đình ấy đã bắt đầu rén khi luôn bị thanh tra gọi đến hỏi chuyện. Jeon và Cha Min hẹn gặp tên lừa đảo đó và hắn giả làm luật sư biện hộ cho gia đình bên kia. Sau một lúc trò chuyện thì Jeon cảm thấy tên này có gì đó nó lạ lắm hồ mi. Cả hai liền theo tên này tới văn phòng của hắn, quả nhiên hắn ta là một tên lừa đảo. Kể cho hắn nghe những tội mà hắn phải chịu khi lừa đảo các kiểu con đà điểu, nghe xong thì hắn cũng biết rén mà ngoan ngoãn nghe lời hợp tác. Tuy không biết được thông tin của người yêu cầu hắn làm việc này nhưng hắn chỉ biết được thông tin quan trọng nhất chính là gương mặt của khách hàng. Ở một nơi khác, cha nuôi Ji-guk đang vui vẻ nâng chén rượu mừng cùng các người đồng nghiệp tai to mặt lớn, vì ông sắp được thăng chức lên làm chánh án tòa án tối cao và ông sẽ về quê để ở ẩn. Trong lúc nhậu nhẹt luôn bị đồng nghiệp nhắc về đứa con nghịch tử Ji-guk khiến ông không hề ưng cái bụng và dỗi ra mặt. Jeon bên này nghe tên lừa đảo kia mô tả khuôn mặt hắn ta nhớ được liền phát thảo rất chi là tập trung, nhưng kết quả thành hình thì nó lạ lắm. Được cảnh sát Park gọi về xem bức ảnh trong quyển sổ của Park Ji-man thì Jeon mới nhận ra tên Ji-guk đã hợp tác với Yeong Cheon từ đầu. Cô tức giận đến tìm hắn và cho hắn xem hình dõng dạc, nói rồi hắn sẽ phải nhận quả táo nhãn lồng. Ji-guk sau đó cũng bị một người bạn hâm dọa khi biết chuyện mật từ anh ta và hắn ta muốn có một chức vụ VIP Pro. Không nhiều lời, khi hắn ta về nhà thì đã bị Ji-guk dàn xếp cho người đột nhập nhà và khử hắn. Cha Min đến gặp Park Ji-man hỏi về ông có quen ai hay gây hấn với ai khác không, và người ấy đặc biệt tầm khoảng 50 tuổi. Nghe tới đây có lẽ Ji-man đã biết người hãm hại mình phải ngồi tù oan là ai. Cha nuôi Ji-guk tìm gặp riêng anh và đưa cho anh vé máy bay, mong anh hãy rời khỏi đây và ra nước ngoài sinh sống vì có lẽ ông đã thấy mùi không thơm từ cậu con trai nuôi này. Ji-guk thấy ông ta làm điều này liền tỏ ra sự bất mãn, anh cho rằng nếu phải trả giá thì cả hai hãy cùng nhau ăn quả táo nhãn lồng. Hee-jin và Jeon cùng nhau đến bệnh viện để kiểm tra xác của mẹ Hee-jin để có thể đưa về dùng viên đá AB giúp hồi sinh bà ấy. Sau khi ngồi trò chuyện cùng Jomi trên xe cũng khiến tâm trạng Hee-jin bớt bất ổn hơn khi phải thấy xác mẹ mình. Thấy Jeon đi lâu quá nên Hee-jin muốn xuống xe để đi kiểm tra, bảo Jomi hãy về nhà trước. Cô và Jeon sau đó sẽ cùng nhau đi tới khu nghỉ dưỡng. Trong lúc lom dom bước thì Hee-jin đã bị một tên áo đen từ phía sau bắt lại. Jeon cũng không khá khẩm là bao, khi leo lên xe chở xác của mẹ Hee-jin thì người lái lại chính là tên Ji-guk. Cô nhận ra điều bất thường và liền bị hắn trích điện cho bất tỉnh. Cảnh sát Park đã nhận tin bàn giao thi thể từ người đồng nghiệp của mình. Sau đó anh ta trên đường đi về thì phát hiện có một người bất tỉnh nhân sự ngồi trong chiếc xe của mình. Cha Min nhận được tin nhắn từ xe Jeon bảo anh hãy đến cảng Incheon. Cảnh sát Park nghe rằng anh chỉ nhận tin qua tin nhắn thì cảm thấy có gì đó rất bất thường. Cha Min nghe vậy thì vô cùng lo lắng, liền gọi điện kiểm tra thì quả nhiên đầu dây bên kia chính là Seo Ji-guk. Xe Jeon đã bị hắn ta nhốt vào kho đông lạnh. Kéo ống kính ra xa thì cô đang bị nhốt trong một trong những container ở bến tàu. Hee-jin đã tỉnh lại sau khi bị đánh bất tỉnh. Từ cửa kính xe cô thấy anh trai mình đang kéo vali giữ xác mẹ cô trong đó đi. Cô vùng vẫy dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát ra được, cho đến khi Ji-guk quay lại và mở cửa cho cô. Cô quát anh tại sao cứ phải hành hạ mẹ của cô. Cô cảm thấy anh rất giống Oh Yeong Cheon, thậm chí còn kinh tởm hơn ông ta. Đúng là tâm lý của kẻ điên thì người thường không thể nào hiểu nổi. Hắn ta biết rằng cả bọn định dùng đá Abyss để hồi sinh nên hắn muốn ném xác của mẹ Hee-jin đi để họ không thể làm được điều đó. Nhìn vali chứa xác mẹ mình bị ném xuống biển, Hee-jin chỉ biết òa khóc trong màn đêm tĩnh lặng. Hắn ta quay lại và bắt cô em gái lên xe. Trong xe Hee-jin cự quậy và đã thoát khỏi dây chói. Lúc này Cha Min cũng đã tới nơi, vừa gặp anh đã túm cổ áo và hỏi về Jeon. Hắn rất muốn viên đá hồi sinh người chết. Từ xa Hee-jin lái chiếc xe đến và đâm thẳng vào người tên Ji-guk điên khùng này. Sau cú tông đó thì hắn ta cũng hẹo và bảo rằng Jeon cũng sẽ quy tận như hắn. Cha Min gào khóc, sau đó anh dùng viên đá để hồi sinh hắn ta dậy. Ở trong kho lạnh, Jeon đã bất tỉnh nhưng Cha Min đã đến kịp và cứu cô ra. Vì cứu kịp thời nên Jeon đã tỉnh lại khi được cấp cứu. Trước đó vì để cứu Jeon mà Cha Min đã dùng canh bạc đó là hồi sinh tên Ji-guk. Hồi sinh hắn rồi lại tung những cú đấm đầy uy lực vào hắn ta. Hắn ta vẫn không hề sợ và muốn chết cùng với Jeon. Nhưng Cha Min không hề nói là sẽ tái sinh rồi giết hắn một lần, mà anh ấy sẽ làm tới khi nào mồm tên này chịu nói ra. Cuối cùng hắn cũng sợ cái chết mà nói với Cha Min vị trí của Jeon. Trở lại bệnh viện, Cha Min bật khóc vì phải hồi sinh một tên sát nhân tâm lý biến thái như Ji-guk. Cảnh sát Park làm tốt nhiệm vụ không được khen mà còn bị khiển trách khiến anh lực bất đồng tâm.
Máu ở hiện trường đã bị Ji Yi-guk trộn lẫn hóa chất, sau đó hắn còn tháo thẻ nhớ trong camera hành trình để xóa hết dấu vết. Giờ chờ đợi là vô ích vì không có chứng cứ nào chứng tỏ Ji Yi-guk phạm tội nên không thể phát lệnh truy nã. Nên Cha Min đã nghĩ ra một cách và cũng là thứ mà anh có, chính là tình của người mẹ quyền lực. Cả hai về thuyết phục mẹ và bảo mẹ mình hãy tung tin đồn bằng báo mạng về việc Ji Yi-guk chính là con trai của Yeon Cheon, kẻ giết người hàng loạt. Tin tức bắt đầu có hiệu ứng tích cực khi cảnh sát Park được khôi phục lại nghiệp vụ để bắt tay vào điều tra vụ án còn dang dở này. Thẩm phán Seo cũng vì đó mà bị rất nhiều phóng viên bao vây để hỏi chuyện. Park Ji-man cũng tới đó để nói với ông điều gì đó. Khi ông ta quay lại xe riêng của mình thì Ji Yi-guk đã ở sẵn trên xe, khiến ông ta rất sợ hãi. Ông muốn anh thú nhận mọi chuyện đã gây ra thì sẽ nhận được sự khoan hồng từ pháp luật. Ji Yi-guk giờ đã mất quyền kiểm soát, anh đã mất tất cả, không còn quan tâm thế gian sự tình. Anh hăm dọa chính bố nuôi của mình và muốn ông hãy giúp anh thực hiện kế hoạch nếu ông không muốn bị đăng xuất khỏi server. Sau một ngày mệt mỏi thì Jeon cũng có được giấc ngủ ngon. Cha Min đến nhìn cô mớ gọi tên mình khiến anh rất vui. Sáng dậy anh còn cùng với cô giúp việc làm rất nhiều món để cho Jeon. Sau đó dẫn Jeon đi nghỉ dưỡng, mẹ của anh cũng nghỉ vì đứa con báo quá báo. Bà thắc mắc sao thế hệ Gen Z này lúc nào cũng muốn ở bên nhau mà lại không muốn cưới nhau. Anh vệ sĩ liền trả lời thế hệ này là vậy, muốn quan hệ yêu đương nhăng nhít nhưng cưới thì sẽ say no. Anh đưa Jeon về khu nghỉ dưỡng mà anh đã cho bố mẹ Jeon ở. Cha Min còn tinh tế đặt bánh sinh nhật và cùng Jeon vào bếp để làm các món ăn vì hôm nay là sinh nhật bố của Jeon. Cuộc vui càng vui hơn khi mà mẹ anh cũng đi nghỉ dưỡng tại căn dinh thự này. Không khí trên bàn ăn dường như khá loãng nên mặt ai nấy cũng đều căng như dây đàn. Khi mà quá khứ bố của Jeon và mẹ Cha Min đã có lời qua tiếng lại khi nói về Min theo đuổi con gái xinh đẹp của ông ấy. Nhưng khi được Cha Min đem rượu ngâm tới thì ông bà lại cứ như là bạn tri kỷ. Nâng ly liên hồi khiến ai cũng ngỡ ngàng vì sự xoay chuyển 360 độ này. Mẹ Jeon uống vui vẻ một ly mà chóng mặt mày nên cô dìu mẹ vào trong. Sau đó Cha Min đi dạo cùng Jeon để lại cho đôi bạn già mới thân kia cùng nhau nâng ly vui vẻ. Cha Min một chiếc hộp ra, trong đó chứa chiếc nhẫn anh đã mua từ trước, chỉ mong mọi phong ba bão táp trôi qua để cả hai có thể đường đường chính chính yêu nhau. Cả hai nắm tay nhau về nhà thì phải vác hai người phụ huynh say bét tè lè nhè ở nhà. Sau đó Cha Min trao cho Jeon nụ hôn nồng cháy rồi hai người cùng nhau ngủ chung một giường. Tối đó do say nên bố của Jeon đã nôn mửa rất nhiều làm cô thức giấc. Trong cơn say ông vẫn giữ thói quen ân cần với cô con gái của mình. Khi ông đánh rơi chiếc ví cô mở lên xem thì tấm ảnh gia đình bố mình vẫn còn giữ yên trong đó. Cô quay về phòng với nhiều cảm xúc lẫn lộn và được Cha Min ôm vào lòng. Nhưng viên đá Abyss kia đã bắt đầu đổi một màu kỳ lạ mà họ không hề để ý. Sáng đến bố Jeon cảm thấy buồn và đi ra câu cá một mình. Cha Min đứng kế bên để nghe ông tâm sự. Ông rất quý anh, giờ anh đã có cô gái bên cạnh nên khiến ông buồn vì ông nghĩ rằng cô gái xứng đáng bên cạnh anh chính là Jeon nhà mình. Sau đó ông khuyên cậu đủ điều khiến cậu sung sướng mà quay video lại. Cha Min sau đó đi mua một căn hộ với giá gấp đôi. Lý do anh mua là vì kế bên nó là nhà của Ji Yi-guk. Cả hai đột nhập vào nhà Ji Yi-guk tìm chứng cứ phạm tội của hắn ta. Sau khi tìm bảy phương tám hướng thì họ tìm thấy hộp kim chỉ, trong đó có chứa cây kéo, thứ mà hắn đã sử dụng khi giết xe Jeon. Tiếng chuông nhà vang lên, cả hai nhanh chóng tìm chỗ tẩu thoát. Xe của Ji Yi-guk cũng được cảnh sát Park ở dưới chọc thủng lớp. Ji Yi-guk cảm thấy điều khả nghi liền lên phòng giám sát xem hành lang nhà mình, nhưng Cha Min và Jeon đã cải trang và tẩu thoát thành công. Jeon nhớ lại đây là cây kéo mà hắn ta cắt chỉ khâu từ cổ cô bằng kéo bấm chỉ. Nếu tìm thấy vân tay của Seo Ji Yi-guk và máu của xe Jeon trên cây kéo thì phần nào có thể chứng minh anh ta có tội. Ji Yi-guk ở nhà kiểm tra thì thấy cây kéo của hắn đã mất khiến mặt hắn rất chi là ố dề. Tại quán ăn, cảnh sát Park kể lại Ji Yi-guk đã đem đoạn ghi hình qua chỉnh sửa cho rằng Hee Jin đã tông hắn ta bằng những lời nói lươn lẹo mà hắn ta đã điều khiển dư luận ra khỏi mình. Cha Min và Jomi sau đó cũng tới, anh Park thả câu nào dính câu đó. Cha Min thấy thế cũng bắt chước theo nhưng nó rất chi là thiếu muối. Cả bọn uống đến khi say khướt, Cha Min trong lúc ra ngoài nôn đã gặp lại ông lão nhặt ve chai. Ông nói với anh đã đi theo tiếng gọi vận mệnh của mình nơi mà anh luôn muốn đến, nói xong cứ thế rồi ông lom dom rời đi. Bốn người cùng nhau đi vui chơi giải trí, hát hò, say khướt trở về nhà bằng một cách thần kỳ nào đó mà hai người Cha Min và Jeon vào luôn phòng mẹ Cha Min ngủ. Sáng tới mẹ Cha Min đã ra hỏi tội cả hai, Jeon xin lỗi và nói sau khi giải quyết xong chuyện của cuộc đời mình thì sẽ cầu hôn con trai bác gái để bác không phải phiền lòng nữa. Cứ thế Cha Min cứ lom dom theo bước Jeon và nói những lời đường mật hết chi là xến xúa. Anh Park gọi cả hai đến vì chứng cứ quan trọng không hề được ghi chép trong khám nghiệm tử thi xác của Jeon hôm đó. Sau khi phân tích 7.749 các hành vi Ji Yi-guk có thể thực hiện thì bỗng phát hiện ra luôn có một nhân viên giám định, đó là Kim Dae-eung. Và anh ta cũng là người giám định xác của bà Giang. Thế là cảnh sát sau đó liền kéo 30-40 anh em tới sân bay để tóm hắn ta. Vừa gặp cảnh sát ở sân bay thì tên này liền 3 chân 4 cẳng bỏ chạy, vượt qua mặt trận thoát vào thang máy thì xui thay Cha Min và Jeon đã đứng chờ từ chiều. Khi bị bắt và hỏi cung thì hắn cũng thừa nhận mình bị Seo Ji Yi-guk mua chuộc để giả mạo kết quả khám nghiệm tử thi. Thẩm phán Seo cũng đã nghe được tin tức này thì mặt ông liền đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Ji Yi-guk khi lau mặt trong toilet đi ra thì đã bị cảnh sát đi vào thu thập chứng cứ phạm tội của anh. Đó chính là cây kéo cắt đôi nỗi sầu của anh ta. Trong lúc anh ta ở toilet thì Cha Min đã lòn lòn cái mình vào nhà và đặt cây kéo lại cho Ji Yi-guk. Cha Min ngạo nghễ đi ra ngoài thông báo tình hình khả quan cho Jeon nghe. Viên đá Abyss đã chuyển thành màu tím và chỉ còn dùng được một lần nữa. Jeon nghĩ rằng có khi nào dùng xong thì tất cả những người mà nó cứu sẽ đồng loạt đột tử cũng nên.
Cha Min nghe mà chỉ biết gượng cười và bảo Hạn sử dụng vĩnh viễn cũng nên. Ji Yiguk bị dồn vào bước đường cùng nên chỉ còn cách gọi cho cha nuôi mình là thẩm phán Seo. Nhưng ông mặt vẫn lạnh như băng mà không cần cố nên đã không nghe luôn máy của anh điện tới. Tất cả mọi thứ đã thu thập đủ, cảnh sát Park ngạo nghễ đến tìm cảnh sát trưởng. Được anh ta vui vẻ kêu đi lấy giấy phép truy bắt Ji-guk. Ji-guk đi tới nơi bán đồ trái phép và đưa cho hắn ta rất nhiều tiền để mua thứ gì đó. Ở nhà Cha Min lấy tờ giấy điều ước mà Jeon khi học cấp 3 đã hứa với cậu sẽ giúp cậu thực hiện. Lúc đó những điều ước trong đó toàn là những thứ mà cậu muốn thực hiện cùng bạn gái nên Jeon đã không giúp cậu thực hiện. Anh ngại ngùng lấy ra và mong bây giờ cô bạn gái mình hãy giúp mình thực hiện. Ji-guk tới bệnh viện chụp hình con trai của thẩm phán Seo đang chết lâm sàng cho ông xem, rồi gửi tin nhắn muốn ông bắt máy. Anh phát hiện ra con trai ông ấy vẫn còn sống nhờ vào lời chăn chối của Yeon Cheon trước khi chết. Anh không nói nhiều lời chỉ muốn ông công khai với báo chí anh chính là con ruột của ông Seo Ji-guk và ra sức bảo vệ anh ta. Nghe xong ông liền nhấc điện thoại lên và muốn mở cuộc họp báo với các phóng viên. Ji-guk Fa-ke cũng đã bắt được Ji-guk Hàng Ryan để lên xe của hắn. Mặt kia đang căng như dây đàn thì bên này couple mới nhú đi hẹn hò rất chi là vui vẻ. Đi mua sắm, mua áo đôi, cùng nhau ăn binh chơ linh rất là ra hình ra hài cặp đôi yêu đương. Tại buổi họp báo, Ji-guk cũng đi tới đây để xem cha nuôi mình công bố. Như nào mà có ngờ ông lại khẳng định những tin đồn thất thiệt nhiều ngày qua là đúng. Ông còn tự nhận tội trước giới báo chí, truyền thông rằng ông chính là thủ phạm giết vợ mình vào 25 năm trước khi cả hai tranh cãi. Con trai ruột của ông đã bị thương nặng ở đầu và phải sống thực vật. Ông khẳng định Seo Ji-guk hiện tại không phải là con mình, mà con ông là người đang ngồi xe lăn được Park Ji-man đưa vào ở kia. Những điều này ông đã nói chuyện riêng với Park Ji-man từ trước, sau đó ông ấy theo dõi dấu chân Ji-guk và cứu Ji-guk Hàng Ryan về. Mắt thẩm phán Seo ngấn lệ nói thêm mình đã bắt tay với quỷ dữ đó là chăm sóc con của Yeon Cheon như con ruột mình trong suốt gần mấy năm qua. Hôm trước khi ngủ Cha Min nhìn thấy viên đá có sự kỳ lạ, thì nó đã hiện dòng chữ lên rằng nếu ánh sáng của Abyss mất đi thì chủ nhân cũng sẽ biến mất. Cả hai ngồi ngắm cảnh yên bình, Jeon rất vui mặt khác thì Cha Min dường như đã sẵn sàng cho sự biến mất của mình. Hai người cùng chụp cho nhau những tấm ảnh selfie chất lượng. Sau đó Cha Min đưa xe Jeon tới quán cà phê, anh mua hai chiếc hộp để cùng nhau viết những kỷ niệm và những món đồ quý để vào trong đó. Khi làm xong cả hai cùng nhau đi chôn hai chiếc hộp đi dưới gốc cây mà anh cùng bố đã trồng khi anh còn bé. Cả hai sau đó cùng nhau chôn món đồ kỷ niệm này. Ở bên khác Ji-guk đã nhận được món hàng từ tên buôn hàng đen, đó là một khẩu súng cùng đó là chiếc điện thoại có định vị GPS. Cha Min thì đã thuê cả công viên thắp sáng lên toàn ánh đèn và cùng với Jeon vui chơi giải trí tận hưởng một ngày hẹn hò ý nghĩa. Trong lúc mua thêm binh chơ linh cho Jeon vì cô đã bất cẩn làm rớt thì Ji-guk xuất hiện và bắt lấy cô. Cả hai trong lúc mua sắm đã bị tên áo tím để thiết bị theo dõi vào túi của Jeon. Sau khi Jeon thoát khỏi tay Ji-guk thì Cha Min liền lao tới đánh hắn tới tấp, trong lúc cả hai giằng co vô tình viên kẹo đồng lại bay vào người của Jeon. Anh đau đớn muốn bắn tên Ji-guk này chết cho rồi nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo nên anh chỉ bắn vào chân hắn. Cảnh sát sau đó cũng đã di chuyển tới đây để bắt Ji-guk. Ji-guk đưa Jeon về khu nghỉ dưỡng, anh dùng viên Abyss để hồi sinh cô lại. Vì điều này mà ánh sáng còn động lại của viên Abyss cũng biến mất. Anh nói lời chăn chối với Jeon sau đó anh tan biến trước mặt cô. Cô gục ngã bật khóc đến bất tỉnh và được cảnh sát Park đưa vào bệnh viện. Anh ấy đã chuẩn bị tất cả việc mình sẽ chết nên đã ghi âm lại đoạn hội thoại của mình gửi cho cảnh sát Park đến đón Jeon ở khu nghỉ dưỡng. Mẹ Cha Min cùng dì giúp việc ở nhà chuẩn bị phòng ngủ tươm tất cho đôi chim Ji, nào ngờ vệ sĩ đi vào thông báo cậu chủ lại một lần nữa mất tích. Gương mặt bà lại thất thần mất quyền kiểm soát nhưng bà vẫn có một tin rằng con trai mình sẽ quay lại như lần mất tích lần trước. Jeon đi cùng Jomi để tận mắt chứng kiến Seo Ji-guk tàn đời. Park Jong Cheon thanh tra thụ lý vụ án được đưa tới để làm nhân chứng. Dù đã thuê một luật sư rất giỏi nhưng những bằng chứng rành trước mắt thì vẫn không khiến Seo Ji-guk thoát khỏi tội ác tày trời của anh gây ra. Sau cùng công tố viên quyết định dựa vào điều khoản 250, 155 và 147 của Bộ luật hình sự. Bị cáo phạm tội giết người, hủy chứng cứ, tiếp tay tẩu thoát, tiêu hủy thi thể và rũ bỏ trách nhiệm. Và công tố viên từ những giáo án quỷ ma đó mà suy ra tội tử hình dành cho Ji-guk. Ji-guk vừa nghe phán tội mình thì hắn ta liền mất quyền kiểm soát trước tòa án tối cao. Nhưng đó cũng là cái giá cần phải trả dành cho những kẻ coi trời bằng vung, coi mạng người bằng rơm bằng rác như hắn ta. Tất cả mọi thứ giờ đã yên bình nhưng chỉ có việc Cha Min sẽ không quay lại nữa mà thôi. Mọi người động viên Jeon và tin rằng một ngày nào đó Cha Min sẽ quay về. Giờ Jeon cần sống trọn vẹn, hạnh phúc đó là điều cô cần làm nhất vào bây giờ. Sau đó cả ba cùng quay về quán gà nhà Jeon và cho ba mẹ cô xem kết quả xét nghiệm ADN trùng tới 99,9% với bọn họ. Mẹ cô rất xúc động vì gặp lại cô con gái của mình, nhưng bố cô thì vẫn chưa tin chuyện này là sự thật. Mẹ Cha Min vì nhớ thương con mà ngã bệnh. Jeon cũng tới thăm bà, sau đó cô xin phép vào phòng của Cha Min để ôn lại kỷ niệm. Nhìn lại những món đồ ở đây, cô không thể kìm lại cảm xúc của mình khi nhớ lại những kỷ niệm ở cùng anh. Cô giúp việc sau đó còn đưa cho Jeon chiếc điện thoại của Cha Min để lại. Về nhà cô mở lên được video mà Cha Min đã quay về cha cô nói những lời có cánh với anh. Anh vui vẻ vì bác đã công nhận đứa con rể như anh. Nghe những lời chân thành anh nói khiến Jeon chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng ấy đã 3 năm trôi qua. Hai cô bạn thân giờ đã lập công ty luật Lee Mi-jo. Anh Park cũng đưa vài người cần luật sư từ đồn cảnh sát tới cho cô người yêu mình kiếm tí lúa. Thực tế từ ngày mai cả hai sẽ nên vợ nên chồng với nhau. Nên là suy ra hai người họ sẽ có một ngày nghỉ và những vị khách đông đúc hôm nay là dành tặng cho Jeon.
cái giáo đánh bài chuồn này cũng thật sự là ma giáo quá đi. Ngày diễn ra hôm lễ của cặp đôi Kim Ji cũng đã tới. Jeon tới đưa cho Jomi quà mừng cưới cùng thiệp chúc mừng từ Hee Jin vì cô ấy đang ở dưới quê. Trước đó Jeon cũng về quê thăm Hee Jin và để đón cô đi ăn cưới. Hee Jin giờ hóa thành một cô gái nông thôn chân chất, thật thà, không còn là girl trái phố như ngày nào nữa. Cô ấy không muốn quay lại Seoul để nhớ những chuyện cũ nữa nên đã gửi thiệp nhờ Jeon mang đi giúp mình. Cứ thế hai cô gái người yêu mới và người yêu cũ của Jamin tự khi nào mà lại thành đôi bạn thân. Jeon trở về nhà sau một ngày đi ăn cưới vui vẻ của Thanh Cha Park. Cô lại ngồi vào bàn viết nhật ký những gì mà mình đã trải qua trong một ngày để mong có cơ hội sẽ gặp lại được Jamin. Cô gửi cho Hee Jin tấm ảnh cưới của cặp đôi Park sau đó lên giường đi ngủ. Nằm trên giường mà cô luôn nghĩ và nhớ về hình bóng của anh nhà. Jeon giờ đã đổi nghề làm một luật sư đanh thép, bằng những lý lẽ sắc bén cùng đó là những chứng cứ cô thu thập được qua kinh nghiệm làm công tố thời gian dài. Nhờ đó mà cô đã dễ dàng giành thắng lợi trong vụ kiện giúp thân chủ của mình. Hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp nên Jeon đi dạo lại công viên mà nhiều năm trước cùng đi với Jamin. Cô lại mua một que binh chơi linh ngồi lom dom bước với nhiều nghĩ suy trong đầu. Một cậu bé chạy ngang lại vô tình làm cô rớt đi que kem của mình. Một dáng người to cao xuất hiện ở phía sau nói chuyện với cô. Jeon từ từ quay lại thì đó chính là Jamin. Cô rơi lệ không nói lên lời nào và được anh ôm lấy vào lòng mình. Tối đó cả hai ôm nhau cùng đi ngủ, Jamin kể lại những chuyện mình đã trải qua vào những năm anh biến mất. Khi biến mất anh mở mắt ra và xuất hiện ở nơi khỉ ho có gáy nào đó, anh lại tiếp tục thấy người áo đen bí ẩn ấy. Cứ thế anh sống trong dạng linh hồn và luôn nhìn theo người con gái anh yêu. Không ai có thể nhìn thấy anh cho đến một ngày ông lão nhặt ve chai đi đến bảo anh đi theo ông khi thấy anh si tình như thế. Tại nơi vắng vẻ ông nói tuy anh luôn ghét bỏ Abyss nhưng nó đã đem đến món quà to lớn nhất trong cuộc đời anh. Viên đá này sẽ theo anh cho đến khi có món quà kỳ diệu hơn cả nó xuất hiện. Cả hai quay lại công viên và đào lại những món đồ họ đã chôn vào nhiều năm trước. Jamin cầm viên đá và nghĩ chắc chỉ có Jeon là điều quan trọng nhất đối với anh. Viên đá đột nhiên biến mất, Jeon đi ra với gương mặt ngại ngùng hoảng hốt và đưa cho anh xem hai vạch. Anh vui mừng ôm lấy cô, rồi anh mở ra chiếc hộp thời gian chôn chất ra thì đó là những món đồ em bé mà anh đã chuẩn bị từ trước. Cả hai cứ thế vô tri cười cười nói và ôm nhau hạnh phúc viên mãn. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.